Faker, từ cậu học sinh cấp 3 đến quỷ vương bất tử của Liên minh Huyền Thoại. Hiện nay, Liên minh Huyền Thoại đã phổ biến ở mọi lứa tuổi và được công nhận là một trong những môn thể thao điện tử nổi tiếng nhất thế giới. Kể từ khi nó được ra mắt năm 2012, ở các giải thi đấu Liên minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, các ngôi sao mới xuất hiện liên tục. Nhưng khi nhìn vào toàn cảnh của bộ môn eSports này, chỉ có một cái tên không chỉ ảnh hưởng đến Liên minh Huyền Thoại mà còn ảnh hưởng đến cả nền eSports thế giới. Đó là câu chuyện về Faker, quỷ vương thực sự của Liên minh Huyền Thoại. Cậu học sinh cấp 3 đứng đầu bảng xếp hạng máy chủ Hàn Quốc. Faker bắt đầu nổi danh từ năm 2012. Đây là lúc Riot chính thức phát hành tựa game Liên minh Huyền Thoại ở Hàn Quốc. Việc tìm những người chơi có kỹ năng tốt trở nên rất dễ dàng khi có rất nhiều người stream Liên minh Huyền Thoại trên các trang mạng khác nhau. Trong số họ có hai cái tên nổi bật nhất, cả hai người đều có kỹ năng vô cùng cao và không có đối thủ. Một trong hai là Bengi, người sau này 3 lần giành chức vô địch thế giới. Người còn lại là một người đi đường giữa còn kinh khủng hơn Bengi, với cái tên lúc đó là Gojeonpa, sau này đổi thành Faker. Chơi các vị tướng đòi hỏi kỹ năng cao như LeBlanc, Faker đã thu hút nhiều sự chú ý. Anh càng nổi tiếng hơn khi sử dụng Syndra, một vị tướng lúc đó chỉ có tỷ lệ thắng 30%, đè bẹp mọi đối thủ. Có rất nhiều tin đồn về danh tính của Faker được đặt ra cho tới khi có người xác nhận đó là một cậu bé mới 17 tuổi. Rất nhiều người bất ngờ với việc này. Ngoài ra, Someday và Depth cũng 17 tuổi. Mọi người đều nghĩ làm thế nào mà những người chơi với kỹ năng cao như thế lại là học sinh cấp 3 được. Có một câu chuyện rất thú vị liên quan tới Faker. Lúc đầu anh chàng chỉ đánh thường và do có tỷ lệ thắng quá cao nên phải chờ trận rất lâu. Chán cảnh phải chờ đợi nên Faker mới quay qua đánh xếp hạng. Lúc Faker bắt đầu đánh xếp hạng chính là một bước ngoặt đối với cuộc đời của anh và cả nền thể thao điện tử nói chung. Từ Gojeonpa tới huyền thoại SKT T1 Faker. Khi năm 2012 kết thúc, một mùa giải mới lại bắt đầu. Vì còn là học sinh nên Faker không thể chơi nhiều. Anh kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 tại máy chủ Hàn Quốc. Có vẻ như rất bực vì chỉ đạt hạng 2. Ngay khi mùa giải mới bắt đầu, Faker đã chiếm vị trí hạng nhất tại máy chủ Hàn Quốc. Hồi đó, những người chơi ở bậc thách đấu thường xuyên được các đội tuyển chiêu mộ. Nhưng khi Faker tuyên bố rằng mình sẽ lập một đội tuyển nghiệp dư cùng với Bengi, Someday và hai người khác, thì đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Đó là chuyện bình thường, vì tương lai của Liên minh Huyền Thoại ở ngành thể thao điện tử lúc này còn rất mông lung, nên hy vọng có người tài trợ cho một đội tuyển toàn học sinh là vô cùng mong manh. Đúng như dự đoán, đội tuyển của Faker chỉ tồn tại được một thời gian. Tuy vậy, Koma, huấn luyện viên hiện tại của SKT T1, đã tiếp cận và mời Faker thi đấu cho đội tuyển ở đội 2 của SKT T1 là SKT T1K, với những người đồng đội như là Bengi, C9 Impact, Liquid, Piglet và Pumandu. Lúc đó các tuyển thủ ở SKT T1K đều nổi tiếng vì độ bá đạo trong xếp hạng đơn của mình, nên người hâm mộ của họ đặt kỳ vọng rất nhiều. Đúng như dự đoán, họ dễ dàng vượt qua vòng loại. Sau đó Faker và đồng đội đã thi đấu trận đầu ở một trong những giải đấu Liên minh Huyền Thoại chuyên nghiệp đầu tiên tại Hàn Quốc, giải vô địch Olympus mùa xuân 2013. Sự kết hợp hoàn hảo. Ngày quyết định tương lai của SKT T1K đã tới. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2013, SKT T1K gặp đối thủ đầu tiên của mình là CJ Antus Blaze, một đội tuyển có thể nói là mạnh nhất ở Hàn Quốc thời bấy giờ. Vậy nên ai cũng tin rằng CJ Antus Blaze sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, Faker đã phá bỏ mọi dự đoán của người hâm mộ với con bài Nidalee. Một Nidalee với khả năng cấu máu khủng khiếp, cực kỳ cơ động trong tay Faker đã kết hợp hoàn hảo cùng Javan 4 trong tay Bengi và vị tướng Fiddlestick hỗ trợ cực dị trong tay Pumandu. Bộ ba đã làm gọi cả đội hình CJ Antus Blaze trong ván đầu tiên. Tới ván thứ hai, Faker đem Karthus ra sử dụng và lại tiếp tục giành chiến thắng. Đây là một trận đấu ra mắt cực kỳ tuyệt vời của SKT T1K. SKT T1K tiếp tục thi đấu rất mạnh mẽ trong suốt cả mùa giải. Tuy thất bại trước MVP Ozone, sau là Samsung Y ở trận bán kết, nhưng họ vẫn đánh bại CJ Antus Frost để giành hạng 3 trong mùa giải thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Tiếp tục thi đấu với động lực từ chiến thắng mùa trước, họ đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng rồi sau đó trả được mối thù với MVP Ozone để giành vé vào chung kết gặp KT Ronster Bullets, đối thủ truyền kiếp trong tương lai.
Mặc dù SKT T1K thi đấu rất tốt nhưng họ vẫn để thua KT Rooster Bullet 2 ván đầu với màn trình diễn khá là kém cỏi. Tuy nhiên, ngay khi người hâm mộ cảm thấy thất vọng tràn trề, Faker đã lật ngược thế cờ. Với hai vị tướng nổi tiếng của mình là Zed và Ari, anh chàng đã đem lại hai chiến thắng liên tiếp cho SKT T1K, cân bằng lại tỷ số. Sau trận đấu lịch sử ấy, SKT T1K tiếp tục hành trình đầy kỳ diệu của mình. Họ đã hạ gục CJ Antus Frost, CJ Antus Blaze và cuối cùng là KT Rooster Bullet để giành vé tham dự chung kết Liên minh Huyền thoại Thế giới mùa 3. SKT T1K là đội Hàn Quốc đầu tiên thống trị giải vô địch thế giới, đặt ra ranh giới giữa các đội tuyển Hàn Quốc và phần còn lại của thế giới. Faker đã đi vào lịch sử với tư cách là một trong những tuyển thủ LCK đầu tiên vô địch thế giới. Mọi người đã đặt cho anh nhiều biệt hiệu như là người đi đường giữa số 1 trên thế giới, quỷ vương bất tử. Sau khi giành chức vô địch, SKT T1K tiếp tục thống trị giải quốc nội. Họ vô địch giải Pandora TV mùa đông năm 2013-2014 mà không để thua một trận đấu nào. Lúc này SKT T1K dường như bất bại, không ai có thể làm lung lay ngai vàng của họ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Nhà vua gục ngã. Vì vấn đề sức khỏe nên Pomandu đã phải tạm nghỉ thi đấu. Kwon Kasper Chimin, người sau đó thi đấu cho Samsung Galaxy với cái tên là Crest, đã gia nhập SKT T1K để thi đấu thay cho anh. Nhưng với thành viên mới, SKT T1K mất đi sự gắn kết. Họ để tuột mất cơ hội tới bán kết của LCK mùa xuân năm 2014. Tuy nhiên, 2014 lại là lúc mà Faker chứng tỏ rằng mình xứng đáng danh hiệu người đi đường giữa số 1 thế giới. Tuy rằng SKT T1 thất bại liên tục, nhưng người hâm mộ lúc đó vẫn luôn bảo vệ Faker vì những nỗ lực của anh. Nhưng đến vòng tranh vé tới chung kết thế giới 2014, sau thất bại nặng nề của SKT T1 trước Samsung White và việc Faker bị Pwn, người đi đường giữa của SSW, hạ gục ở những tình huống 1-1 với 3 lần thì hy vọng của người hâm mộ gần như đã bị dập tắt hoàn toàn. Sự thất bại của SKT T1 vẫn chưa dừng lại ở đó. Họ tiếp tục để thua Nam Chi Siêu và hoàn toàn đánh mất cơ hội tham dự chung kết thế giới 2014. Người hâm mộ bắt đầu đặt ra nghi vấn tại sao một đội tuyển từng đứng đầu lại thi đấu tệ đến như thế. Họ chẳng còn gì hy vọng vào việc SKT T1 sẽ tìm lại được ánh hào quang khi xưa. Giành lại ngai vàng. Bước sang năm 2015, SKT đã hợp nhất hai đội hình K và S lấy tên là SKT T1. Đây chính là một bước ngoặt lịch sử sau khi giải mùa xuân 2015 bắt đầu. SKT T1 đã lấy lại phong độ, họ thi đấu vô cùng tốt. Faker giờ đây còn mạnh hơn trước khi có những đồng đội mới. SKT T1 đã giành cúp LCK mùa xuân và mùa hè 2015, hạng nhì ở MSI 2015 và chức vô địch thế giới thứ hai, điều mà chưa đội tuyển nào làm được. Họ bắt đầu một hành trình vĩ đại, tiếp tục thống trị các giải đấu với 3 lần vô địch thế giới, 1 lần vô địch IEM, 6 lần vô địch LCK và mới đây là lần thứ 2, họ đem cúp vô địch MSI về nhà. Năm 2017, đánh dấu năm thứ 5 Faker thi đấu chuyên nghiệp kể từ khi ra mắt. Vì tuổi đời của tuyển thủ rất ngắn nên có thể coi Faker là một trong những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm. Mặc dù thế, anh vẫn thi đấu rất tốt. Lý do là gì? Có lẽ là do lượng tướng đánh được của Faker quá lớn. Nó lớn tới mức mà chưa có một đội nào có thể nhờ vào cấm tướng mà kiềm chế được sức mạnh của anh cả. Hơn thế nữa, điều làm Faker nổi tiếng nhất là bản năng của mình trong trò chơi, thứ được anh hoàn thiện sau hàng ngàn trận đấu xếp hạng đơn. Bất kỳ ai từng xem Faker thi đấu đều nghĩ rằng anh đã thấy điều gì đó mà không ai biết. Dự đoán được việc mình sẽ hạ gục đối thủ khi họ còn đầy máu, rồi thực sự hạ gục được họ. Sự vấp ngã của Quỷ Vương. Nhưng những vị thần cũng sẽ có lúc gục ngã, thiên tài cũng sẽ có lúc sải chân. Gương mặt hoang mang khi nhìn đội nhà thất bại tại trận giành vé đi chung kết thế giới mùa 4. Những giọt nước mắt đau khổ khi thất bại 0-3 trước SSG. Những điều đấy cho thấy một mặt trước con người của một cá nhân đã đứng trên đỉnh của thế giới rất lâu và bị đẩy ngã xuống vực sâu. Hiện nay SKT T1 và Faker đang trên đường tìm lại hào quang quá khứ của mình khi anh và các đồng đội phải bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vô địch LCK 2018 từ vòng wildcard. Mặc dù thách thức là rất lớn, nhưng với một phong độ đang dâng lên cực cao với hàng loạt những chiến thắng liên tiếp như hiện nay, hy vọng Quỷ Vương bất tử của Liên minh Huyền thoại Thế giới sẽ một lần nữa tìm lại được ánh hào quang năm xưa. Cuộc sống đời thường của tuyển thủ eSports. Một trong những ưu điểm của Faker là đời sống cá nhân cực kỳ trong sạch. Các tuyển thủ khác hay gặp rắc rối vì lời nói của mình, cày thuê, gian lận. Faker chẳng bao giờ tạo sự chú ý trừ khi anh thi đấu.
Không giống các tuyển thủ khác, anh rất ít khi dùng trang phục cho tướng của mình. Trước khi thi đấu chuyên nghiệp, Faker không có tiền mua trang phục vì còn là học sinh. Nhưng sau khi thi đấu chuyên nghiệp, có vẻ như anh ấy cũng chẳng thiết tha gì lắm. Faker có một thói quen ít ai biết, đó là hay tự Google tên mình và xem các bài báo cùng các video highlights về chính mình. Trái với sự khiêm tốn và trầm lặng khi phỏng vấn, Faker vẫn luôn quan tâm tới việc mọi người nghĩ gì về mình như bao người trẻ tuổi khác. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!